Các bạn thân mến, vừa rồi thì chị có phát trực tiếp nhưng mà chị cảm thấy là hình như là wifi không được ổn cho lắm, thế nên là không có thấy bạn nào lên xem cả. Bây giờ thì chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi trưa ngày hôm nay, và như đã hứa thì chị sẽ cùng với các bạn chịu cái đề số 06. Không biết là các bạn đã lên xem được chưa? Không biết là các bạn đã lên xem được chưa? Các bạn đã lên xem được chưa nhỉ? Bởi vì là chị không có nhìn thấy comment nào cả và chị cũng không có thấy bạn nào lên xem cả ấy. Thế nên là chị đang rất là lo ngại, là bởi vì là có thể là vì wifi nó vẫn gặp trục trặc, vẫn gặp vấn đề, thế nên là các bạn không nghe thấy chị nói gì hết và không biết là chị đang phát gì. Các bạn ơi, các em có xem được không nhỉ? Các bạn có xem được phần phát trực tiếp này không? Ok, xin chào Bích Hường, chị đã nhìn thấy comment đầu tiên rồi. Nên là chị nghĩ chắc là nó cũng ổn thôi đúng không? Các em có xem được không ạ? Các bạn có xem được không? À ok, xin chào Như Quỳnh. Các bạn ơi, à ok, xin chào Ánh Trà. Rồi ok, tạm thời chị đã thấy các bạn đã lên xem được cái phần livestream này rồi. Ừ ok, chị đã thấy các bạn đã lên xem được phần livestream này rồi. Chị cũng bớt lo lắng đi rồi. Tại bởi vì là chỉ lo lắng là các bạn lo lắng là các bạn không có lên xem được. Đỗ Hiếu, ok, xin chào các em nhé. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái đề ngày hôm nay luôn cùng với chị. Chúng ta sẽ chữa cái đề ngày hôm nay luôn cùng với nhau nhé. Đợi chị một chút. Nào, ok ok. Thấy các bạn lên rồi. Ổn rồi. Rồi các bạn ơi, nhanh chóng lên nhé. Chúng mình sẽ cùng với nhau chữa một cái đề. Đề ngày hôm nay chúng mình cùng chữa với nhau, đó sẽ là một cái đề về nghị luận xã hội. Đề bài như sau. Được không nào? Rồi, xin chào các bạn, xin chào Vũ Ngọc Linh, xin chào Như Quỳnh. Được không? Nào các bạn ơi, hello các em. Hello các em. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề như sau. Đó là chúng ta sẽ có cái câu trích chính là: phải luôn mong đợi mọi chuyện. Phải luôn mong đợi mọi chuyện. Được không ạ? Phải luôn mong đợi mọi chuyện. Vì như vậy. Vì như vậy. Thì mọi chuyện không mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra. Thì mọi chuyện không mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra.
Không biết là các bạn đã nghe đến cái câu nói này bao giờ chưa? Đây là một câu trích được trích từ trạm thu phí quái lạ. Trạm thu phí quái lạ. Của tác giả Norton Juster. Và anh chị yêu cầu của chúng ta là anh chị hãy viết một đoạn văn 200 từ. Một đoạn văn 200 từ. Từ quan điểm trên. Vừa bị lag đúng không em? Vừa bị có vấn đề đúng không? Tại vì chị thấy nó đứng yên và các bạn không có bình luận được. Nhưng mà bây giờ thì kết nối nó đã ổn lại rồi. Cũng là lúc mà chị đã vừa viết xong cái đề bài rồi. Chị biết là vừa bị hơi bị lag một chút đúng không? Nhưng mà cũng rất là may là vì khi mà nó hết lag thì chị đã cũng vừa viết xong cái đề bài. Được không ạ? Thì các bạn nhanh chóng quay trở lại nhé. Đề bài của chúng mình đang có ở đây đó chính là chúng ta có một cái trích dẫn, đó là phải luôn mong đợi mọi chuyện, vì như vậy thì mọi chuyện không mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra. Được không nào? Chị nghĩ đây sẽ là một cái dẫn chứng rất là hay. Thực sự đây sẽ là một cái câu trích dẫn rất là hay đối với các em khi mà chúng ta đang ở trong một cái cuộc sống với đầy dẫy những cái khó khăn và thử thách. Sẽ có lúc cuộc sống xô các bạn từ cách theo cách này cách khác. Sẽ có những lúc mà cuộc sống khiến cho các bạn cảm thấy rằng là các bạn rất là bất lực với những cái điều đang xảy ra với mình. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp nhận mọi cái điều đó. Bởi vì nếu như mà chúng ta luôn luôn mong đợi mọi chuyện thì tất cả những cái thứ mà chúng ta không mong đợi cũng đã trong cái dự tính của bản thân chúng ta rồi. Ok chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái đề này nhé. Trước tiên này, các bạn phải định hình giúp cho chị rằng là chúng ta có cái cấu trúc của cái đoạn văn 200 từ đấy. Đúng không? Sẽ rơi vào khoảng từ 12 câu cho đến 16 câu đấy. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có phần mở đoạn, phần thân đoạn và phần kết đoạn. Phần thân đoạn ở đây chúng ta sẽ có những cái ý thứ nhất chúng ta sẽ làm gì nhở? Giải thích. Ở đây thì cái phần giải thích của chúng mình thì chúng ta sẽ dựa vào từ khóa. Đúng không nào? Giải thích thì chúng ta sẽ dựa vào từ khóa. Phần tiếp theo là phần gì nhỉ? Phần tiếp theo là phần phân tích. Chúng ta sẽ nhìn nhận cái bài học này trên một cái khía cạnh nào đấy. Hãy nhớ rằng là đây chúng ta đang viết đoạn văn, chứ không phải là chúng ta viết bài văn. Tiếp tục là chúng ta sẽ chứng minh bằng cách ở đây là đưa ra dẫn chứng. Và cuối cùng chúng ta sẽ liên hệ bản thân mình. Và sau đó chúng ta sẽ kết đoạn thôi. Thì đây sẽ là cái bố cục chung rồi. Các bạn đều biết về cái bố cục chung này rồi. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết luôn nhé. Phần mở đoạn nào. Yêu cầu của phần mở đoạn là chúng ta phải dẫn dắt cộng với nêu, quan trọng nhất là nêu ra được trích dẫn. Phải không ạ? Quan trọng nhất là nêu ra được trích dẫn. Đúng không? Nêu ra được cái vấn đề mà tôi định trình bày ở trong cái phần mà tôi sắp viết. Thì sẽ có rất là nhiều cách để mở đoạn cho các bạn. Thì ở đây chị cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách mở đoạn như thế này. Đó chính là: đã bao giờ bạn thất bại ê chề dù cho cố gắng hết sức để làm một việc gì đó? Nếu đã từng, thì phải chăng khi ấy bạn đã bỏ qua bài học? Phải luôn mong đợi mọi chuyện, vì như vậy thì chuyện không mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra. Được không ạ? Có nghĩa là chị đi thẳng luôn vào vấn đề luôn. Chỉ dùng đúng một câu duy nhất để mở đoạn thôi. Được không nào? Chị chỉ dùng đúng một cái câu duy nhất để mở đoạn như vậy thôi. Đó là tôi nói luôn vào thẳng cái vấn đề là có rất là nhiều những cái khó khăn thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua, mà đôi khi chúng ta đã thất bại khi đứng trước những cái khó khăn và thử thách như vậy, và chúng ta cảm thấy rằng bản thân mình rất là hèn nhát với những cái nỗi thất vọng ê chề như vậy. Nhưng mà
Nếu như mà để vượt qua những cái đấy, bạn đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đấy, thì có lẽ là bạn đã bỏ quên một cái bài học rất là đáng suy ngẫm ở trong một cái trích dẫn. Đó chính là chúng ta phải luôn luôn mong đợi mọi chuyện, vì nếu như vì như vậy thì mọi chuyện sẽ không vì thì mọi chuyện không mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra. Ok chưa nào? Nha. Sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ cùng phân tích. Chúng ta sẽ cùng giải thích trước đã. Được không nào? Thật ra thì ở cái câu này nó đã mang cái nghĩa tường minh rồi. Nó đã mang cái nghĩa tường minh rằng là gì ạ? Luôn mong đợi mọi chuyện. Tức là chúng ta có thể lường trước được tất cả những vấn đề sẽ xảy ra với ta khi ta đối mặt với bất cứ một cái khó khăn thử thách như thế nào. Chỉ cần làm được cái điều đấy thì kể cả những cái điều xấu xảy đến với bản thân mình thì chúng ta sẽ có thể có những cái giải pháp luôn cho nó. Và tất nhiên khi chúng ta đã có giải pháp rồi thì chuyện đó sẽ không phải là cái chuyện không mong đợi nữa. Và những điều không mong đợi thì sẽ không bao giờ xảy ra được. Được không ạ? Thì cái phần này các bạn, chúng ta đã có nghĩa tường minh sẵn rồi nên các bạn không cần phải giải thích, mà các bạn sẽ nêu luôn ra cái bài học mà chúng ta nhìn nhận được là gì và chúng ta sẽ tiến hành phân tích luôn. Ở đây, ví dụ chúng ta có thể viết như sau. Khi đối diện với mọi sự việc đang diễn ra, đặc biệt là khó khăn thử thách, thì chuẩn bị tốt tâm thế là điều vô cùng quan trọng. Đây là một bài học sâu sắc mà tôi luôn ghi nhớ khi biết tới quan điểm của Schuster. Thay vì than vãn, may mắn không mấy khi đến với mình. Thay vì đổ lỗi cho số phận, tại sao chúng ta không nhìn bản thân và tự hỏi mình rằng ta thất bại là do đâu? Mọi chuyện xảy đến đều do nguyên do của nó. Và nếu bạn không có một tâm thế tốt thì bạn sẽ khó lòng tìm được gốc rễ của vấn đề cần giải quyết. Không thể tìm thấy lối ra giữa mê cung của những rắc rối bất ngờ. Ok chưa nào? Ví dụ là như vậy. Được không ạ? Nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra cái dẫn chứng để chứng minh này. Khi phân tích xong như vậy, chúng ta sẽ đưa ra cái dẫn chứng để chúng ta chứng minh. Được không nào? Chúng ta sẽ đến gì ạ? Robinson chính là hình mẫu lý tưởng về con người sống thực tế và lý trí. Bởi mọi việc anh ta làm đều có sự suy tính kỹ càng. Biết rằng đục đẽo thuyền khi thiếu thốn dụng cụ sẽ mất rất nhiều thời gian, anh bình tĩnh đục đẽo từng bộ phận của con thuyền cho đến khi thành công. Hiểu rằng canh tác trên một vùng đất hoang vu sẽ có thành công ngay từ lần đầu, anh đã để dành số hạt giống của mình cho những lần thử nghiệm tiếp theo. Và nhờ sự chuẩn bị tốt tâm thế cho mọi việc xảy ra, thế nên cuộc sống trên đảo hoang của Robinson không mang màu sắc chết chóc mà ngày một sung túc và đầy đủ hơn. Cuộc sống sẽ luôn dễ dàng với những người thực tế, vì họ luôn biết mình phải sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra, từ tốt nhất cho đến tệ nhất. Được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái phần liên hệ của mình luôn, rút ra bài học luôn. Được không ạ? Chúng ta sẽ rút ra luôn này. Cuộc sống sẽ luôn dễ dàng với những người thực tế vì họ luôn biết sẵn sàng cho những tình huống xảy ra tốt nhất đến tệ nhất. Bạn biết đấy, chúng ta không thể nắm chắc 100% mọi chuyện. Vậy nên thay vì luôn hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn, hãy chuẩn bị tinh thần và dự đoán mọi khả năng có thể xảy ra. Bài học về lối sống thực tế, luôn giữ tâm thế sẵn sàng trước mọi tình huống. Tôi tin rằng đây sẽ là hành trang không chỉ riêng của tôi mà còn là của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ không thể thiếu, đây sẽ là bài học không thể thiếu với những ai đang mưu cầu hạnh phúc và thành công. Ok không? Ví dụ là như vậy. Được chưa nào? Thì cái đoạn văn 200 từ thì chúng ta cũng chỉ có một cái định lượng nhất định cho cái bài viết của mình là như vậy thôi. Chúng ta cũng không thể viết nhiều hơn và cũng không thể viết hơn được. Nhưng mà chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cái câu, đây sẽ là một cái cách viết bài và đây sẽ là một cái bài văn rất là hay cho các bạn. Đồng thời đây cũng sẽ là một cái trích dẫn rất là hay cho các bạn. Đúng không ạ? Để chúng ta học hỏi được những cái bài học về cuộc sống. Chúng ta rút ra được những cái bài học về cuộc sống. Và chúng ta tin rằng là những cái bài học vào cuộc sống đó sẽ giúp cho tâm hồn của chúng ta đẹp hơn. Sau này hoặc là bây giờ ở thời điểm hiện tại, mặc dù là bản thân mỗi người sẽ phải đối diện với rất là nhiều những khó khăn và thử thách, thế nhưng chị tin rằng bằng việc tích lũy những cái bài học thật là tốt, chị cho mình những cái hành trang, bằng việc là chúng ta hiểu được rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn và thử thách cần phải đối diện và chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống đó, thì cuộc đời của các bạn, trái tim của các bạn chắc chắn là sẽ tỏa sáng dù cho việc là các bạn có phải đi giữa bóng đêm. Được không? Nhá. Ok chưa nào? Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái đề bài khá là ngắn gọn và chị cảm thấy rằng là cái tốc độ chữa đề của chúng ta cũng đã nhanh hơn rồi.
Chị mong là các bạn từ những cái phần chữa đề ngắn gọn của chị như thế này thì các bạn sẽ rút ra được những cái cách viết tốt cho mình trong câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học, bởi vì chị tin đây sẽ là hai cái câu mà khiến cho các bạn cảm thấy băn khoăn nhất. Còn về phần đọc hiểu thì đấy là cái phần mà tặng cho chúng ta điểm rồi. Chỉ cần chúng ta ôn tập kỹ càng thôi là chúng ta sẽ làm được. Còn đối với cái câu nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học thì chúng mình sẽ cần phải rất là nhiều thời gian để luyện tập, để cho từ ngữ của chúng ta phát triển hơn này, để cho cái sự diễn đạt của chúng ta sẽ tốt hơn này. Thì đây sẽ là một cái câu khá là hay mà nếu như sau này các bạn gặp phải những cái đề bài tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể xử lý được. Ok chưa nào? Các bạn ơi, các em có muốn đặt ra câu hỏi gì cho chị không? Các bạn có muốn đặt ra câu hỏi gì cho chị về đề bài vừa rồi không? Các bạn có muốn đặt ra câu hỏi gì cho chị từ đề bài vừa rồi không? Và hãy nhớ là share lại phần chữa đề này nhé, bởi vì chị nghĩ là nó rất là hữu ích cho các bạn. Chị nghĩ là nó sẽ rất là hữu ích cho các em đấy. Nào, các bạn có sách của chị đang tham gia vào nhóm học sinh sách văn chị Hiên 2020 rồi đúng không nào? Đây sẽ là một cái nhóm mà chị sẽ thường xuyên chữa đề với các bạn hàng tuần. Nên là nếu như mà bạn nào chưa sở hữu bộ tài liệu của chị Hiên thì hãy nhanh chóng nhé. Hiện tại thì cuốn săn 8 cộng của chị chỉ còn khoảng 2, 4, 6, 8, 9 cuốn nữa thôi là hết sạch sách rồi. Được không ạ? Chỉ còn 9 cuốn nữa thôi. Nên là bạn nào chưa sở hữu cái cuốn săn 8 cộng này của chị thì hãy nhanh tay nhá. Hãy nhanh tay sở hữu nó, bởi vì đây sẽ là một cái cuốn mà rất là phù hợp cho các bạn để ôn văn thông trong giai đoạn này. Chỉ còn 8 cuốn nữa thôi, dành cho 8 bạn duy nhất mà hình như là chị thấy trong đơn đăng ký thì... À, thế thì chỉ còn 7 cuốn nữa thôi các em ạ. À không, chỉ còn 6 cuốn nữa thôi là sẽ hết sách rồi. Nên là nếu như mà bạn nào mà muốn sở hữu cái sách này thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên nhá. Được không nào? Ok chưa? Đoạn văn 200 chữ thì nó sẽ rơi vào khoảng 2/3 của một mặt giấy thi. Hoặc là cùng lắm là các bạn chữ to thì viết đến một mặt là cùng thôi. Chứ không bao giờ được phép là viết sang mặt tiếp theo nhá. Ok chưa nào? Nhá. Ok chưa? Không bao giờ được viết sang mặt tiếp theo nhé. Như thế thì về dung lượng nó sẽ quá dài đấy các em ạ. Rồi, nếu như mà có bất cứ băn khoăn thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chị cũng được. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ tạm dừng cái phần trực tiếp này tại đây nhé, bởi vì chị đã chữa đề cho các bạn xong rồi. Chị hy vọng là các bạn đã có được những cái kiến thức bổ ích và những cái thông tin bổ ích về cái cách viết và làm đề nghị luận xã hội. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong đề bài tiếp theo nha. Ok, cảm ơn các em và chúc các bạn sẽ có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye!